Quý vị chị em và các bạn thân mến, một mái tóc đẹp phù hợp không những giúp che đi khuyết điểm, tạo điểm nhấn mà còn tôn lên những đường nét hài hòa trên khuôn mặt của người phụ nữ. Vì vậy, việc lựa chọn cho mình một mái tóc phù hợp với khuôn mặt, vóc dáng cũng như công việc là một yếu tố rất quan trọng. Chương trình Cẩm nang gia đình 4.0 ngày hôm nay sẽ cùng với Phương Liên và các bạn ghé thăm salon tóc Phong Vân tại thành phố Thanh Hóa để được tư vấn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Khi điều kiện vật chất được cải thiện, nhu cầu làm đẹp của con người, nhất là phái nữ, ngày càng tăng lên. Trong đó, chăm sóc mái tóc được chị em đặc biệt quan tâm. Việc sở hữu một mái tóc đẹp, phù hợp với tính cách của mình, đem lại sự tự tin và tăng thêm vẻ hấp dẫn của chị em trong cuộc sống gia đình và trong hoạt động xã hội. Ở cả đô thị và nông thôn, hiện có rất nhiều cơ sở dịch vụ làm đẹp mái tóc cho chị em. Trong đó, salon tóc Phong Vân tại thành phố Thanh Hóa là một cơ sở có hệ thống trang thiết bị cao cấp, đội ngũ nhân viên giỏi tay nghề và chăm sóc khách hàng chu đáo. Hiện tại, salon tóc Phong Vân có tất cả các dịch vụ chăm sóc và làm đẹp tóc đang được ưa chuộng trên thị trường như cắt tạo hình, duỗi phồng, uốn sóng, nhuộm highlight, ombre, balayette. Nổi bật là salon tóc Phong Vân đạt chất lượng gần như hoàn hảo ở kỹ thuật phục hồi tóc hư tổn. Bằng đôi tay khéo léo, những người thợ ở salon tóc Phong Vân tạo được các mẫu tóc tôn thêm vẻ đẹp gương mặt, vẻ đẹp tính cách của mỗi khách hàng. Khi đến đây thì tôi có sử dụng dịch vụ là uốn và phục hồi. Và trước đây tóc của tôi khá là khô rơ với gãy rụng. Nhưng mà sau khi trải qua quá trình phục hồi tóc và uốn tóc ở đây thì tóc đã trở nên mềm mượt hơn và không còn khô sơ như trước nữa. Và sau khi làm tóc xong thì các anh các chị ở salon có chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm về quá trình phục hồi và chăm sóc tóc sau khi làm tóc ở nhà. Và tôi và những kinh nghiệm đó mà tôi sẽ chăm sóc tóc ở nhà tốt hơn. Và rất cảm ơn các anh chị ở salon Phong Vân đã chia sẻ với tôi những điều bổ ích đó. Salon tóc Phong Vân còn là không gian trải nghiệm công nghệ, kỹ thuật làm đẹp mái tóc rất sang trọng, hiện đại, song không hề mất đi tính thân thiện, gần gũi, tạo cảm giác thư thái cho khách hàng. Vâng, xin chào anh ạ. Đây là lần đầu tiên Phương Liên được có cơ hội đến thăm salon tóc Phong Vân, một địa chỉ tóc rất uy tín và được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm đến tại thành phố Thanh Hóa. Và ngày hôm nay thì đến một không gian tóc như thế này thì cảm thấy rất là vui mừng cũng như là thấy rất là đẹp và sang trọng. Không biết là salon tóc của mình đã mở đây được bao lâu rồi ạ? Chào Phương Liên. Salon Phong Vân thì đã có mặt ở Thanh Hóa được 14 năm. Và cái thời gian làm nghề của Phong Vân là cũng sắp xỉ 20 năm rồi. Vâng, gần 20 năm làm nghề tư vấn, chăm sóc cũng như là tạo mẫu tóc cho các chị em phụ nữ thì chắc chắn là anh Phong Vân có rất nhiều kinh nghiệm, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay anh có thể tư vấn cho Phương Liên cũng như quý vị khán giả biết những kiểu tóc phù hợp với từng khuôn mặt ạ? Trên tất cả cái gương mặt của người phụ nữ thì gương mặt nào cũng có một cái tỷ lệ vàng nhất định. Thế thì ví dụ như là khuôn mặt tròn thì mình sẽ thiết kế những cái kiểu tóc mà nó có cái xu thế là kéo giãn khuôn mặt ra, phát triển theo hình dọc của khuôn mặt. Còn những khuôn mặt dài thì mình cũng có thể có những cái khuôn có những cái kiểu tóc uốn, tạo ra cái độ phồng phát triển ra bề ngang của khuôn mặt cho nó cân đối với tỷ lệ của khuôn mặt. Vậy thì chúng ta sẽ luôn khai thác được những cái ưu điểm của cái tỷ lệ khuôn mặt của khách hàng và che lấp đi những cái nhược điểm của khuôn mặt khách hàng. Vâng, và các chị em phụ nữ thì thường chia sẻ là sau khi làm một mái tóc rất là đẹp ở salon rồi thì khi về nhà họ lại loay hoay không biết tìm cách nào để có thể dưỡng tóc của mình suôn mượt và bóng đẹp như ở salon. Vậy thì anh Phong Vân có thể chia sẻ một chút bí quyết không ạ? Đây cũng là một cái vấn đề mà salon cũng rất là cân nhắc nhiều. Bởi vì là sau khi mà làm tóc xong ở salon thì khách hàng có một cái mái tóc rất là hoàn hảo. Thế nhưng mà khi mà về nhà thì đôi khi có những người bận rộn quá hay là do cũng là thiếu một chút kỹ năng về chăm sóc tại nhà. Thế thì ở nhà làm thế nào để mọi người mà vẫn có cái mái tóc đẹp như ở salon? Thì mọi người cũng nên chú ý đến cái phần gội đầu sao cho đúng cách, rồi cái cách sấy tóc và kẹp càng cua. Đó là những cái cách chăm sóc tại nhà rất là đơn giản mà lại rất hiệu quả. Vâng, và ngoài những cách chăm sóc ở nhà như vậy thì chắc chắn là các chị em phụ nữ cũng nên dành thời gian một chút để đến salon chăm sóc tóc chuyên sâu, đúng không ạ? Cái này thì nhất định là khách hàng nên làm.
Bởi vì là sau khi kết thúc một quy trình hóa chất thì mái tóc của chúng ta sẽ rất là hay gặp phải cái vấn đề về khô sơ do axit ăn mòn. Thế thì nếu mà có cái thời gian và điều kiện tốt nhất, khách hàng nên ghé salon mỗi tuần một lần để chăm sóc và dưỡng lại mái tóc cho đúng cái quy trình chăm sóc. Và anh có thể chia sẻ về những cái dịch vụ chăm sóc tóc chuyên sâu tại salon Phong Vân ạ? Hiện tại thì salon tập trung rất là nhiều vào những cái dịch vụ chuyên sâu về chăm sóc. Có những cái bộ phục hồi rất là cao cấp, phù hợp với từng chất liệu tóc, đem đến cho mái tóc của mình những cái độ dai chắc khỏe và bổ sung những cái dinh dưỡng do hóa chất gây hư tổn và cũng như là cái tác nhân của môi trường gây nên. Sau đây mình sẽ xin phép giới thiệu đến quý khán giả một cái liệu trình chăm sóc tóc đặc biệt nhất của salon. Xin chào các bạn, bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một quy trình phục hồi tóc hư tổn. Đây là một mái tóc đã sử dụng qua dịch vụ uốn và nhuộm rất là nhiều lần. Thì cái mái tóc này đã bị chất axit ăn mòn chất dinh dưỡng ở bên trong, cộng như là phân tử màu đã trôi đi rất là nhiều. Và mái tóc này bây giờ đã trở nên cảm giác rất là khô sơ. Thì salon sẽ sử dụng một cái liệu trình phục hồi tóc cung cấp chất tổng hợp protein để khắc phục lại cái mái tóc này sẽ cảm thấy rất là bóng mượt sau khi làm. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ gội sạch đầu, và khi mà làm sạch sâu để cho cái biểu bì của tóc nó mở rộng ra thì chúng ta sẽ tiếp tục bước thứ hai. Chúng ta sẽ sử dụng thành phần amino để chữa trị cái thành phần tủy tóc từ bên trong. Lấy em vuốt cái này. Các bạn thân mến, đây là bước thứ ba, một bước rất là quan trọng trong liệu trình phục hồi này. Bước này giúp cho tóc bóng mượt một cách tự nhiên, cung cấp cái dinh dưỡng amino và axit béo vào trong tóc và giúp cho có một cái mái tóc đầy sức sống. Sau khi đến salon tóc Phong Vân, tôi được anh chị tư vấn cho liệu trình chăm sóc tóc phục hồi chuyên sâu. Và tóc của tôi thì trở nên mềm mượt rất là nhiều. Tôi tự tin khi đi ra ngoài đường, đi chơi với bạn bè, giao tiếp với mọi người. Quý vị chị em và các bạn thân mến, phụ nữ chúng mình luôn muốn bản thân được xinh đẹp rạng rỡ, và một mái tóc đẹp là yếu tố quan trọng để có được sự tự tin, năng động và quyến rũ. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị chị em và các bạn đã chọn cho mình được một địa chỉ salon tóc uy tín và tin cậy ở thành phố Thanh Hóa, cũng như chọn được kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt, vóc dáng, và đừng quên những bí quyết dưỡng tóc tại nhà quý vị nhé. Chương trình Cẩm Nang Gia Đình 4.0 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình. Tọa lạc tại số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, nhà sách Việt Lý có kiến trúc đẹp quy mô 8 tầng đối diện với quảng trường Lam Sơn. Tầng 1, 2, 3 là trung tâm bán buôn bán lẻ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách đời sống, đồ dùng học sinh, văn phòng phẩm lớn nhất thành phố Thanh Hóa. Tầng 4, 5, 6 là khu vui chơi trong nhà hoành tráng với nhiều trò chơi hấp dẫn bổ ích dành cho hàng ngàn trẻ em yêu thích đến vui chơi hàng ngày. Nhà sách Việt Lý số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Nhà sách Việt Lý vì lợi ích trăm năm. Tọa lạc tại khu đô thị Ngôi Sao, thị trấn Thọ Xuân, chợ đầu mối Thọ Xuân với gần 400 điểm kinh doanh, bán buôn bán lẻ đa dạng các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực. Đặc biệt ngày 9 tháng 4, ban quản lý sẽ chính thức khai trương trung tâm nông sản thực phẩm,
bán buôn các mặt hàng trái cây, rau củ quả, hàng khô, hàng đông lạnh, hàng hải sản, gia súc, gia cầm với số lượng lớn, giá cả cạnh tranh. Nhân dịp khai trương, ban quản lý chợ đầu mối Thọ Xuân sẽ hỗ trợ tiền bến bãi, tiền bốc xếp và tiền dầu cho các nhà xe. Chợ họp tất cả các ngày trong tháng. Điện thoại 0915 974 586, 0888 591 236. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình.